muốn mình không xấu thì mình cần phải phấn đấu. Còn trai nếu như mà cầm cái này thì sẽ cảm giác rất là dâm. Nếu các bạn đã biết về những sản phẩm Rode Limited Edition thì tin buồn là tất cả đều đã hết sạch. Nhưng mà tin vui, mình lại có cơ hội để trình làng cho các bạn biết thêm một sản phẩm nữa đến từ nhà Rode. Và sản phẩm này cũng là một sản phẩm Limited Edition tại Việt Nam. Ok, ngày hôm nay thì lại thêm một lần nữa mình lại rất là may mắn khi mà có cơ hội lại trở lại với các bạn với series Review Pomade. Đây là một series mà mình rất là thích và thật sự cũng rất là nhiều người quan tâm đến series này. Mỗi khi mà mình làm về những cái dòng sản phẩm về tóc, ngày hôm nay mình sẽ mang lại cho tất cả các bạn xem một cái dòng sản phẩm mới, một cái dòng sản phẩm cực kỳ ấn tượng đối với mình. Và ngay bây giờ các bạn sẽ được xem hình ảnh của sản phẩm này. Đây rồi các bạn, nó đây, trên tay của mình. Đây là một dòng sản phẩm có tên là Rode Pomade lớp Ear Art. Muôn lẹo lưỡi luôn, lớp Ear Art. Với cái vỏ bọc này thì mình chỉ đơn giản, đơn thuần là mình muốn các bạn gọi nó là Rode da bèo. Và đây là một dòng sản phẩm Limited Edition nha các bạn, nghĩa là có giới hạn, họ chỉ sản xuất theo đợt collab thôi. Và nói tới collab thì đây là một dòng sản phẩm mà Rode collab với một nghệ sĩ nha các bạn. Và ông tên là Zen Katsu Ragawa. Ông này ông có một cái slogan, Color Make Me Weird, và tạm dịch là màu sắc sẽ làm cho tôi trở nên dị hơn. Cái phong cách của ổng là nó dính liền rất là nhiều cái mà mình thích. Thì ba cái điều mà mình thấy trên Instagram của ổng, một là chơi hạt lây nè, nó vẽ những cái bình xăng, những cái màu hạt lây, chọn những cái màu bình xăng hạt lây rất là thú vị. Hai nữa là phụ nữ, đồ một cái cách chơi rất là mình rất là thích nha, mình nghĩ là chắc các bạn cũng thích cái khúc này. Và thứ ba nữa đó chính là chơi chim. Chơi chim, mình thì mình không thích chơi chim, nhưng mà ông này ổng đã ở cái level đó rồi. Thì cái hũ chân tay mình lại thấy nó rất là phụ nữ, cho mình cảm thấy là một cái gì đó, một cái cô gái rất là sexy trên tay của mình. Còn con trai nếu như mà cầm cái này thì sẽ cảm giác rất là dâm. Cái nói tới này cái rạo rực quá. Quay lại với chủ đề chính, như thường lệ thôi, tất cả dòng sản phẩm của Rode được in ấn, được thiết kế một cách rất là tỉ mỉ các bạn, rất là chính xác luôn á, nghĩa là đúng là đồ Nhật. Cái này là sản xuất là ở Nhật luôn nha các bạn. Nói tới đây tự nhiên cái mình nói mình nhớ tới Nhật, tự nhiên cái mình thấy là thật sự là mình rất là đang rất là muốn chia buồn với người dân Nhật Bản, bởi vì hai cái thiên tai với lại một cái tai nạn nữa đã xảy ra ở Nhật Bản ngay trong những ngày đầu năm mới. Mình không biết nói sao nữa, thật sự là mình chỉ muốn chia buồn với người dân nước Nhật. Đây là bên trong nè các bạn, bên trong của hũ Rode da bèo. Ồ, các bạn thấy ấn tượng không? Làm một màu hồng nha các bạn, nhưng mà khi mà lấy ra thì nó vẫn là màu hồng. Tại vì bữa trước mình có nó có một cái loại là màu xanh đó các bạn, khi mà lấy ra nó thành màu trắng á, mình rất là cãi nhau với cái vụ đó. Để lát nữa mình lấy ra thử coi là nó còn màu trắng không hay là nó vẫn là màu hồng nha. Đây là một cái màu rất là hay nè, các bạn thấy cái cách chơi màu của ông Gen này hay không, như là thú vị không, như là nhìn vô mình sẽ cảm thấy được là hai cái màu này tại sao nó có thể nằm cùng với nhau, tại sao nó có thể đi cùng với nhau. À, mùi của nó thì lại là mùi táo xanh cộng với mùi quế. Ồ, điên thiệt chứ, hũ màu vàng trước màu hồng nhưng mà lại là mùi táo xanh với lại quế, rất là nhiều màu ở trong đó luôn. Cảm thấy là đây là một dòng sản phẩm rất là thú vị. Và mình chỉ muốn là ngay bây giờ là mình sẽ test lên tóc để cho các bạn xem. Wow, hồi hộp quá. Mình sẽ lấy, mình nghĩ là tóc của mình đó thì mình sẽ lấy khá là nhiều đó. Thì khi mà lấy ra này các bạn, nó là một màu hồng nhạt, nhạt hơn chút. Rồi nhìn thú vị quá, không nhìn giống mấy nhỏ ở trên mạng. Rồi ok, thì cái này mình sẽ lấy một, mình nghĩ là hai ngón luôn á, chứ không phải là một lóng nữa. Cái chất sáp này có vẻ là nó hơi đông đặc đấy, nó rất là đặc các bạn, nó rất là đặc. Đây là một dòng sản phẩm gốc nước nha các bạn, cho nên là nếu như mà cái tóc của các bạn nó dài giống như mình, cứ apply vô tóc đi, xong rồi lát nữa mình sẽ phủ một lớp nước nhẹ lên. Nói về cách chơi pomade thì các bạn nên tùy thuộc vào cái
chất tóc cũng giống như là cái lượng tóc của mình để mà mình canh được, để mà mình lấy được một cái lượng pomade nó vừa đủ. Tại vì có những cái kiểu tóc á, nếu như mà mình lấy nhiều quá thì nó sẽ không hiệu quả. Nhưng mà có những cái kiểu tóc á mà nếu như mà mình lấy nó ít quá đó thì nó cũng không có đủ. Xài thử, canh thử, mình chia ra 3 lần. Ok, một lóng là vậy, một lóng rưỡi là vậy, hai lóng là như thế nào. Đó thì mình cứ chia ra, mình lấy dần giống như giờ mình vừa mới lấy. Tại vì mình biết là mình sẽ chải cái gì cho cái tóc của mình. Khi mà mình rửa tay á các bạn, thì các bạn vuốt thêm một lần nữa, cái tay của mình đang còn ướt á, thì lúc này á, nó sẽ làm cho những cái tóc bên trong á, nó sẽ mềm ra, nó sẽ không còn rít nữa. Sẽ sử dụng lược 3A này. Để dễ xỉa thì mình sẽ canh thử. Nếu như mà để dễ xỉa, nếu như mà nó giật tóc á các bạn, nếu mà tóc các bạn bị giật á, thì các bạn nên cho cái lược này nè một chút nước, cho cái lượng này ướt một chút đó, thì những cái ướt này á nó sẽ đi vô trong chân tóc của mình, các bạn sẽ rất là dễ chạy đó các bạn thấy không. Đó là cái sức mạnh khi mà mình biết cách phối hợp giữa nước với là pomade gốc nước mình đang chải, và mình thấy nó đang rất là dễ chải. Và một cái kinh nghiệm rất là quan trọng nữa đó chính là khi mà lấy ra xong á thì mình nhớ đóng nắp lại để cho nó đừng bay hết mùi. Tóc của người Việt hay là tóc của châu Á của mình luôn á thì nó là những cái dạng tròn đó bạn. Thì cũng có nhiều cái thí nghiệm để cho thấy được là khi mà những cái dạng tròn nó nằm lên nhau á thì nó sẽ bị đổ. Thì đồng ý là vậy, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy nó về lý thuyết á, thì nó đúng, nhưng mà về thực tế á, thì nó chưa có chuẩn lắm. Một là do cái thói quen chải, hai là cái độ dài của tóc và độ dày của tóc, và thứ ba nữa là sản phẩm đó. Đó là cái mà mình cảm thấy được là có rất là nhiều người nói về cái đó, là kiểu là châu Á sẽ không chơi được slick back. Mà chải hoài đâu vấn đề vậy? Những cái hoạt động mạnh quá thì đúng, đồng ý là nó sẽ bung ra và nó sẽ tất nhiên là nó sẽ chia ra máy. Và thậm chí nha, mình nói thiệt luôn, ngay cả tóc tay, các bạn có coi mấy cái phim ví dụ như là Fury hay là những cái phim mà Brad Pitt hay là Leonardo, những cái cảnh mà hành động mà giống như là mạnh á, thì cái tóc của họ chẻ ra cũng chẻ ra bình thường. Nếu như mà các bạn có một cái quá trình xây dựng cái chân tóc của mình á, nó theo cái form đó, thì mình đảm bảo với các bạn luôn, các bạn vẫn sẽ chải được slick back giống như vậy bình thường. Có rất là nhiều ông tư vấn xong cái tiện cái làm cho người ta đang muốn vậy, cái người ta bỏ cuộc các bạn. Tư vấn thì đừng có tư vấn cho người ta là tại chất tóc của anh vậy, tại chất tóc không, phải xây cho người ta một cái lộ trình, xây cho người ta một cái cách thức để mà người ta tiến đến, để người ta đạt được cái mà người ta muốn, người ta cảm thấy là người ta thích cái kiểu tóc đó. Thì mình là người thợ hay là mình là một người chuyên gia về tóc gì đó đi, thì mình nên tư vấn cho họ về cái cách để mà làm sao để họ làm được. Muốn mình không xấu thì mình cần phải phấn đấu. Ok, thì ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về quả slick back của mình sau khi mà mình sử dụng Brod Jabel. Mình nhắc lại, đây là một dòng sản phẩm giới hạn, cho nên là không phải là ai cũng có cơ hội mua đâu. Mình nghĩ vậy, mình không biết là khi mà các bạn nhìn thấy cái video này thì sản phẩm này nó còn được bao nhiêu nữa. Hy vọng là các bạn sẽ sưu tầm được nó. Nhiều khi là cũng không cần xài nữa, xài chắc một lần hai lần. Rất là nhiều khách hàng của mình vậy, chỉ có mua về và xài một hai lần thôi. Và chủ yếu là gì, cố gắng giữ và sưu tầm. Nói một chút về cái độ giữ nếp thì thực sự ra đến bây giờ thì mình thấy là con này rất là ổn, tại vì là nó không có bị khô cứng nhanh. Tại có một số dòng sản phẩm á, là các bạn biết, nghĩa là khi mình bóc ra bỏ lên apply lên tóc á, là nó đông rất là nhanh, thì cái con này nó ngược lại một xíu là nó sẽ chậm. Và cái mùi hiện tại bây giờ nha, thật sự luôn á, là non này đúng kiểu là 2 trong 1 luôn, nghĩa là không có cần phải xịt dầu thơm luôn các bạn. Mà nãy giờ mình cứ ngồi ở đây mình cứ thấy cái mùi nó loãng thoảng trước mặt mình, và những người xung quanh, những ekip đồ này nọ kia họ cũng nghe thấy cái mùi này luôn. Con này cảm thấy rất là đã các bạn, con này rất là đáng có, mặc dù là nó hơi nữ thẩm nó một cách chân thật giống như mình cứ nói về mùi, nhưng mà thật sự ra là các bạn có thể đến với tiệm tóc của Chú Tư hay là Foro để các bạn trải nghiệm thử cái dòng sản phẩm này. Và mình đảm bảo luôn, khi mà các bạn cầm con này, các bạn mở ra, các bạn nhìn nó rồi các bạn mở ra, các bạn hửi cái thôi, mình đảm bảo là các bạn sẽ xuống tiền liền. Rất là cảm ơn công ty Culture Bomb một lần nữa mang cái dòng sản phẩm limited edition của nhà Brod về với Việt Nam. Đây là một cái đơn hàng Việt Nam, là một trong những cái nước ngoài Nhật
có đầu tiên trên thế giới này luôn. Muốn sở hữu thì ở đâu rồi mình không cần phải nói nhiều trên cái video này ha. Để lại một cái comment hay nhất để mình có thể chọn ra một bạn để có thể gửi tặng giống như mọi khi thôi ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên, mình là Hà Hiền. Bye bye. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Peace out.